Chào tất cả quý anh em. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cụ dúi giáng tung nè. Một cụ dúi giáng tung rất là đẹp nha. Cây rất là già, chi chốt phân bố đẹp. Xứ gốc thì có thân tử và bề đế rất là mạnh nha anh em. Cây rất là già nha. Rồi đo cái hoành tổng cho anh em xem đi. Một cụ dúi giáng tung rất đẹp nha anh em. Tay cành phân bố sẵn luôn nha. Dần đầu thì anh em có thể ở tổng hoành 200 đo một cốc chính. Dần đầu anh em có thể giờ tháo lại nha. Hả? Rồi, hành 170, hành cốc chính 170, còn cả thân tử là 200, cao. Cao đi em. Đo chiều cao. Một cụ dúi rất đẹp nha anh em. Cây này anh em có thể tháo lung nuột xuống chơi bonsai luôn nha anh em nha. Anh em có thể tháo xuống được 50 phân nữa. 3 mét. Cao từ mặt đớ lên trên đỉnh là đúng 3 mét nha anh em. Anh em có thể tháo xuống được 50 phân nữa nha anh em nha. Một cụ dúi hàng rất là đẹp nha anh em. Anh em cố gắng sưu tầm nha. Một cái cây dúi bề đế mạnh. Ở cái đoạn bên hông này thì nó có một cái đoạn lúa dách ngay chỗ này nha anh em. Nó đoạn lúa âm thân ngay chỗ này nha. Một ngay chỗ này thôi nha anh em. Chỉ có ngay chỗ này thôi. Không có gì mà lúa đó là lúa rủ dách bên hông. Một cây dúi tay cành phân bố theo kiểu giáng tung nha anh em. Cái chỗ này em còn tháo được nữa nè. Nhưng mà hiện tại cây đang giờ lúc 11 giờ trưa nên không có nắng quá nên quay trừ hao để dây cho anh em giờ tự xử luôn. Tự sửa theo ý thích của anh em nha. Rất là đẹp. Rồi, anh em nào thiện chí thì alo nha anh em. Một cây dúi giáng tung đẹp hai mặt nha anh em nha. Cây này liền một cốt như này nha anh em, một cốt à. Rất chi lô kê nha anh em. Rồi anh em hợp nhãn giao lưu nha anh em. Chào anh em hết nha.